chăn ra chăn nọn, em nghĩ cứ dí đầu và dí đầu giữ ở chuồng nọn không ngóc được ra. Nhưng mà mấy người đông ý, không phải cô dọa mày Ai cũng là đâu, nhiều người bị rồi đúng không? nhiều người bị rồi. Ui, bà thằng này có cái vết gì này? Hình như là không có cái vết con gì nó nằm ở đây sao? Đây còn duy nhất của cái tôi vẫn thấy cái duy nhất của cái chân này thì là cái chân của thời ngày xưa, là nên thì vẫn còn rất là mới, nên nó rất là mới. Trường vì khu vực này trước kia nó là một cái khu tập thể của một cái xí nghiệp khai thác đá. Đấy. Và sau này đấy thì người ta đã bỏ đi và rất là nhiều người đến đây ở nhưng mà cũng không ở được ở cái đất này. Xung quanh đây thì người ta ở được nhưng mà người ta cũng gặp rất là nhiều những cái chuyện xui xẻo. Đấy, thì Đức Dưỡng biết được cái thông tin này thì Đức Dưỡng quay trở lại đây để tìm hiểu khám phá cái khu vực này xem là nó như thế nào. Mọi người cùng đồng hành với cùng Đức Dưỡng nhé. Đây là hôm anh em mình vào trong này. Vào trong này nhưng mà anh em mình phải mở cửa ra. Nhưng mà không biết là có người vào kiểu gì. Ngay vào bên trong này ngồi ở đây, ngồi đúng ở góc này. Và trong nhà này thì có những cái bàn thờ rất là nâu, bàn thờ rất là nâu. Ui, bàn thờ này có cái vết gì này? Hình như là không có cái vết con gì nó nằm ở đây sao? Vì cái ngôi nhà này, người chủ nhà này cũng gặp rất là nhiều chuyện nên là người ta đã không thể sống ở đây được nữa và người ta chuyển đi một nơi khác để người ta sinh sống. Thì Đức Dưỡng cũng đã biết được thông tin là người chủ của những ngôi nhà này thì cũng đã mất rồi. Bây giờ thì chỉ còn con cái thôi, nhưng mà con cái thì bây giờ thì cũng đi xa phương cầu thực, đi nơi khác để sinh sống chứ cũng không ở cái khu vực này. Nên là mọi người nhìn thấy cái ngôi nhà thì nó cũng khá là tồi tàn. Bây giờ thì bỏ khá là lâu rồi, khá là tồi tàn và nhện nó bông kín xung quanh, là mọi người có thể thấy xung quanh này là mà nhện nó bông kín hết. Và mái nhà thì cũng đã mục nát hết, mái nhà cũng đã mục nát hết, đã mục hết lung tung rồi. Đây còn duy nhất của cái tôi vẫn thấy cái duy nhất của cái chăn này thì là cái chăn của thời ngày xưa, là nên thì vẫn còn rất là mới, nên nó rất là mới. Ui ôi người này, có một con rắn này, có một con rắn nằm luôn ở trong cái chăn này luôn này. Sao chưa? À, có khả năng là con rắn này là nó nằm ở trong cái đám kia rồi, nên là cái vết của nó rất là bóng. Có khả năng là vết là ai sao? Ui, nhưng mà thực sự là vừa đấy thằng ra đây cái nào có thể là thấy con rắn nó có hành động nào luôn. Thì bàn thờ thì đã đổ lên đây rồi, bát hương rồi, tất cả những cái đèn cầy, những cái đèn này, cái đèn dầu này, đèn dầu thời ngày xưa luôn, đèn dầu thời ngày xưa. Bây giờ nó đang bảo vệ một cái thì nó thấy có khả năng là mình nghĩ là nó bảo vệ cái chỗ bát thương này mà. Ừ. Khá là chứ.
là có một cái vong linh nào đó đang có thể là đang hiện hữu ở khu vực này, nên là cảm giác là người mình nó có một cái luồng khí rất là nặng, và hai nữa là cái trên da của mình đang tự đang còn nổi ra là cái những cái con như thế này là sẽ không đảm bảo nó sẽ cái đồ ở trong đây là đều vỡ hết rồi, vỡ hết rồi. Ui kìa, người này thấy chưa, cái biểu hiện của con này lạ chưa, biểu hiện của con này lạ chưa, con này nó khác những cái loại bình thường, mình cảm giác nó rất là lạ. Ui, một bên mang của nó thì to, một bên mang thì rất là nhỏ, bên mang thì to, một bên mang rất là nhỏ. Đây, bây giờ gì anh? Đó. Anh vừa nhìn quay lại cái khu vực này phát là thấy không, cái bóng hình như một con cái bóng đen ở bên ngoài, cái nó thướt qua những cái khe cửa này sao ấy. Một cái bóng đen, anh nhìn thoáng qua đây phát là anh nhìn thấy vậy. Đi ra ngoài, mình có thể đi ra ngoài xem thử nào. Cảm ơn. Đặt lại em xem là có ai không? Ôi mọi người, quá dã man luôn. Nó nhầm 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 nó đi theo mình thôi. Anh thấy không? Anh thấy nó có một cái bóng. Có cái bóng vút qua đây. Anh nhỉ, ở bên ngoài có người nhỉ? Anh em mình ra ngoài hỏi xem là có cái người ngoài đây nhỉ? Hay anh thấy có người ở ngoài này? Trước nhà ăn ở đấy, trước có nhà ăn đấy. À, thế là trước ngày công nhân thì ta có nhà ăn đấy. À, thế là ở hai cái bể này là xây từ cái thời mà... Cái thời công nhân đấy. Thì người ta ăn ở đây, người ta văn công văn nghệ, có cái nhà ăn to đùng ấy. Bây giờ người ta, những cái người ta về quê nhá, người ta mất đi xong người ta vẫn nhớ cái nơi người ta ở, người ta ăn uống sinh hoạt đây chẳng hạn thế. À. Lúc là gì người ta đến, người ta tụ họp, kiểu như là ngày kia đấy. À. Khác thì người Trần thôi. Ta thấy họ chở đành người ấy. Chờ ô tô bộ đội đến với lại người con gái con đông á, hát con cô thấy công nghệ, hát đến bài tiếng chim rừng kiểu mừng mính. À. Con thấy ổ là nhiều người nhìn thấy lắm à. Đợi. Dạ. Cho nên là ngày xưa mà con nhà cái ngay cô Hương Đán đây này.
Hôm nay cô xin một gánh nước ở bể đây về chả làm thằng rớt đấy chả ốm cúng bao nhiêu gì. À thế là xin nên, nên xin gánh nước chắc là không hỏi nữa. Không, người ta hỏi người trần nhưng người âm thì người biết đâu được. Người cứ bình thường như mày cứ đến lấy thì ai xin người trần biết đâu được, nhưng người ta hợp thì người ta lại theo về nhà mình nhé. À. Thế là người ta làm con mình nhé, có hương đán ấy. Thế là trước ở cái chủ nhà này đi nhà đâu? Nhà nắng hợp, chết đi. Còn con thì nó bây giờ thừa kế con thì nó. Ý là trước là cô là bà nhìn thấy là ở cái khu vực này là đây chỉ có đất này chỉ có như bọn ta là ở được, như các cháu là còn trẻ mà không tín tâm mà không biết phụng thờ thì không bao giờ mà ở được giữ. Biết chưa? Thế là người ta giữ đấy. Người ta giữ đấy thì ngay Thanh Tuấn trước ở đây này, quan nhóm đại nhà ở đây này bị chăn ra chăn nợn nên bị cứ dí đầu và dí đầu giữ ở chuồng nợn không ngóc được ra. À. Mà mấy người đông ý, không phải cô dọa mà. Ý là nhiều người bị rồi đúng không? Nhiều người bị rồi. Nhưng cô thì chỉ nhìn thấy người ta vậy thôi chứ không, người ta không làm gì cô. Mẹ cô cũng có tâm mà, cũng kiểu như mình nghĩ về tâm linh thì mình bao giờ mình cũng nghĩ đến người ta rồi. Người ta cũng cúng khấn, mình cũng xin rồi tạ giúp xin người ta rồi mẹ mình ở như nó hợp ấy. Thế nhà cô ngay bên cạnh đây đúng không? Ừ. Thế có bao giờ mà cô thấy người ta vào nhà người ta trêu người ta phá gì? Không, chỉ nhìn đấy là người ta hát hò vậy mới thấy. À, thế là mình ra là mình nhìn thấy người ta. Kiểu đêm đấy, đêm nằm người ta cho mình nhìn thấy kiểu như vậy, hát cái bài đấy như thế. À, thế là trong cái giấc ngủ của mình đấy. Trong giấc ngủ mình ấy, kiểu như mới nằm cũng chợp mắt chẳng hạn hay mới đang thiêu thiêu nhìn thấy người ta vậy. À. Hát cái bài đấy cô nhớ hết đấy. À. Khi bình thường này thế là trước là cái khu vực này là cái khu vực mà nguyên một cái khoảnh nhà ăn luôn công nguyên. Nhân này ta tập trung ăn uống đây à. Kiểu người ta đi làm ăn đấy kiểu là xong rồi là có người gấp rưỡng ấy à. Nấu nướng ăn uống ấy à. Thế này sao kiểu như là người ta tụ vào đấy người ta để kiểu cái ngày ví dụ như cũng như mề giao lưu chẳng hạn như mình nói là chủ nhật người ta tập trung kiểu công như nhân là đoàn, đoàn văn công đấy hả? Ừ, trong hát hò ấy. À. Đó là như bọn mày trẻ mà. Nhưng mà bọn trẻ mà ví dụ như cái thời trẻ như bọn con đây là không tín là không cũng... tín là một mới lại phụng thờ nó bởi vì là còn việc trần nhất nó còn gì đấy. Nhưng bây giờ phải có người có căn đá người ta phụng thờ cái đất này người ta lập đền lên đấy. Thì người ta làm ăn nó phải có cái chân số của người ta ở kiểu như nói về tâm linh ấy. Đấy là các cháu hiểu. Chứ còn nếu mà cứ ở mà đến làm ăn này không khó lắm. Chỉ có nên đến ở thôi nào. Bây giờ đây nói các cháu về nhé, không phải nói là cô nói nhảm, nhưng cô nói về tâm linh đúng mày như vậy. Ví dụ như bây giờ ở đây chẳng hạn khu đây người ta tụ tập đây nhưng cũng phải có người nghịch. Như người trần thôi, có người nghịch, người ngang bướng cũng như người trần thế đấy, người ta quậy phá đấy, thế là mình người ta cũng hợp ai thì người ta sẽ mình phụng thờ người ta thì người ta sẽ cho mình đọc để làm ăn, nhưng mà cũng có người ta lại nghịch ngợm, người ta lại quậy đấy, nó là như thế chứ không phải là gì mà nếu người ta mà có cái chân số người ta phải nập lên cái chỗ này người ta phụng thờ để cho người ta tụ vào đây thì người ta thì còn đỡ. Chứ nếu mà không riêng đất công trường này trước chúng mày biết không loạn luôn ấy. Cứ nhà này xong hết nhà kia đánh thế nợ. Là có người đi chăn nợn là cứ rúi đầu vào trong cái máng nợn đấy đúng không? Thì có người đấy là Thanh Tuấn là không ra nữa. Từ đấy thì ra bỏ luôn, từ đấy thì bỏ thế bán đất ở đấy kiểu ăn ở mấy vợ chồng bỏ nhau đấy. Thì thằng vợ chồng Nẵng cái hợp đấy nhá, mấy thằng Nẵng đã bỏ một lần nhá. Xong rồi là đến vợ chồng Thanh Tuấn thì cũng phải đi đất khác nhé. Thì có ở được đâu. Ngày xưa đây đất đấy. Đây là vợ chồng Nhân Đừng, mày biết chưa? Vợ chồng Nhân Đừng chết còn đứa con đấy. Ở đấy. Dưới bể này đúng không? Chết ở đây. Chết ở đây. Ở đây nó bị cảm, nó chạy vào não chứ. Nhưng mà nó lại hợp cô lắm. Kiểu như là mình như này làm sao cô biết được, ví dụ như cô đang mới nằm đây tí thì nó đã mẹ nó bên nhà nó thì trước có thể nó bán cho nhà cô một nửa không
Thế là nó mới để ví dụ như là nó mua đi chợ về đấy, đi mua quà bánh gì nó bắt đầu là để lên ban thờ này, này thì không để, thì là ví dụ có hai đứa còn sống, ba đứa thì chia cho hai đứa sống thôi, còn không thắp hương nó. Nó sang nó bảo cô là gì nó thì nó bảo là gì ơi gì, con là mẹ con đi chợ về, mẹ con chỉ cho anh con mấy này em con quà thôi, còn con đứng đấy chả bảo sao. Sao cô biết được? Thế là nó hợp cô đấy đây. Thế xong là từ đấy đi cô phải kiểu cũng phải đi đâu cũng theo cô đấy. Từ trước ấy. Đấy. Thế bây giờ cô có thờ cúng? Cô vẫn thờ cúng nó, mà vẫn may quần áo cho nó. À, có ai ở nhà không? Có. À, đây này. Về em. À, đây này. À, vào đây này. À, đây này, một dãy này. Cái khu đây nó là công chuyển. Nó cả một cái khu vực này có phải một chỗ nào không? Nguyên khu đây là của cái đất của... À, đây này mọi người này. Đấy. Thế là nguyên một cái khu vực này là của một công trường thí nghiệp luôn. Đây là đây, bên này là còn hai cái bể nữa. Bên này là còn hai cái bể nữa. Ở bên này hai cái và bên kia hai cái đúng không? Đấy, khi qua trao đổi chỗ người dân ở đây thì mọi người cũng đã hiểu rõ được phần nào ở cái khu vực này. Đấy, ở cái khu vực này là một cái khu công trường của như thời bao cấp ngày xưa. Thì ở cái khu vực này thì nó có rất là những cái câu chuyện khá là tâm linh đấy, mà rất là nhiều người đã đến đây và cũng đã bị những cái tình huống khó nó xảy ra rồi. Bây giờ thì Đức Dương cũng sẽ đi ra khỏi khu vực này thôi, hẹn mọi người ở những video tiếp theo nhé.